Thưa quý vị, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tại nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Long An, các nhà thầu vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thi công nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Suốt nhiều tháng qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên điều kiện thi công gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư công nhân thuộc các nhà thầu vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn nhằm đảm bảo tiến độ đề ra tại gối thầu số 7 đoạn từ km 26 161 trên địa bàn xã Long Định, huyện Cần Đức, thuộc dự án đường tỉnh 830. Các cán bộ, kỹ sư, người lao động của nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng quan tiền được chia thành từng tổ nhỏ để triển khai thi công các hạng mục xây dựng như xây dựng móng trụ, lưu làng, xây dựng hệ thống thoát nước. Hoạt động thi công đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như giữ khoảng cách, mang khẩu trang và xét nghiệm định kỳ công ty có thành lập và tổ phòng chống dịch tại công trường giám sát tình hình sức khỏe của mọi người hướng dẫn kiểm tra mọi người khi ra đường là không đi ra khỏi phạm vi thi công đơn vị thi công sẽ tiến hành huy động thêm lực lượng và tập kết vật về về công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Gói 7 là tiến độ thi công đến 30 tháng 12 2021 sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ. Đến nay, đường tỉnh 830 gồm 8 gói thầu xây lắp thì hiện có 4 gói thầu đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng và còn lại 4 gói thầu đang được các đơn vị tập trung thi công. Tương tự các gói thầu tại dự án đường dành đai thành phố Tân An vẫn được các đơn vị tập trung thi công. Dự án hoàn thiện có chiều dài toàn tuyến đường trên 22 km đi qua địa phận hai xã thuộc huyện Thủ Thừa, xã Mỹ An và Mỹ Phú và bốn phường, ba xã thuộc thành phố Tân An, xã Lợi Bình Nhân, An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm và Nhân Thành Trung, phường Khánh Hậu, Tân Khánh, phường 7 và phường 5. Đây là dự án trọng điểm của của tỉnh cho nên là nhà thầu Công kết thực hiện là tiến độ theo đúng cái, cái thời gian mà đã ký kết chủ đầu tư thời gian thi công của mình là 300 ngày về về phương án à, chống dịch thì công ty cũng đã sắp xếp, xếp à, phương án ba tại chỗ là cho anh, anh em là ăn ngủ nghỉ ngơi tại công trình và à, cho anh em xét nghiệm covid à, hàng, hàng tuần để à, kiểm tra cái việc chống dịch về phương án lâu dài thì nhà thầu cũng mong các cơ quan là cho hỗ trợ cho anh em là được chất ngừa nhanh để anh em ổn ổn định cái ờ, sức khỏe để yên tâm làm việc hơn Đường tỉnh 830 và đường dành đai thành phố Tân An là hai công trình trọng điểm có tác động lớn đến thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, nhưng Sở Giao thông vận tải vẫn yêu cầu các đơn vị thi công cố gắng tập trung thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái nhà thầu thì đảm bảo đúng cái tiến độ kế hoạch cũng như hợp đồng đã ký với giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Thì hiện nay về cái mặt bằng thì chúng tôi cũng đảm bảo bố trí nhân công xe máy để đảm bảo chúng ta triển khai thực hiện cái dự án này. Và đây là dự án công trình trọng điểm cho nên là về phía nhà đầu tư, chủ đầu tư là rất là coi như là tập trung để mà mà, mà chỉ đạo nhà thầu, chỉ đạo ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn giám sát làm sao phải giám sát đảm bảo cái tiến cái tiến độ tình hình dịch bệnh hiện nay đã có nhiều dấu hiệu khả quan các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng tạo điều kiện thuận lợi hơn do đó thời gian tới sở giao thông vận tải long an sẽ yêu cầu các đơn vị thi công quy động nhân lực phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện tiếp tục đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch để sớm hoàn thành các gói thầu đưa công trình vào sử dụng đồng thời sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công dự án